Đưa cho con hỏi nếu thực hành ngày ăn một thời trước ngọ của giới luật thì người tu sĩ hoặc cư sĩ có thể uống những gì vào buổi chiều chỉ là nước lọc hay sữa nước ép bột dinh dưỡng sinh tố các loại thức ăn lỏng liệu có được sử dụng không cái vấn đề đó cái vấn đề là mình phải ý thức được tại sao mình giữ cái giới này chứ yeah. còn uh, ngay cả trong giới luật ấy, dành cho các vị tỳ kheo thì cái số lượng nước những nước nào có thể dùng được thì nó cũng có giới hạn thôi nước nào không thể dùng được nó cũng có giới hạn thôi à, ví dụ như một số nước có thể dùng này. Uhm. nước trái cây các loại trái cây Uh, nhưng mà cái nước gạo là không được nè uh, nước gạo không được nè uh, Rồi um, tuy nhiên tuy nhiên nó có một cái mở ngoặt như thế này có cái mở ngoặt như thế này là có những cái được xem như là thuốc được xem như là thuốc mà một vị tỳ kheo có thể sử dụng một nước đường nước đường à, có thể giữ trong 7 ngày hai là sữa nó không được tính là thực phẩm nó được tính là thuốc à, thứ ba là mật ong à, thứ tư là bơ à, thành thử có một cái đoạn thời gian Uh, sư uh, nếu do cái bao tử bệnh bao tử thì uh, có buổi chiều có thể uh, uống uh, mật ong nhưng mà mật ong uh, sư uh, dùng để sư canh cái chai mà chỉ trong dùng trong 7 ngày thôi hoặc là bơ mà cái cái loại bơ đó uh, chỉ dùng trong 7 ngày thôi để có thể dùng bơ À, rồi hoặc là có thể um, dùng sữa nhưng mà mình dùng nó như là thuốc thì đó là một số trong luật lại có một số cái mở nữa như thế này bởi vì khi mà bệnh ấy thì nó mở ra một số chuyện đó là gì nước một số nước ví dụ như là nước thịt cũng được dùng à, nhưng mà trong trường hợp bệnh nha trong trường hợp bệnh và nó mở ra thêm tới một cái vấn đề này nữa nè nếu như mà vị đó thật sự mà bệnh ấy mà bắt buộc trong trường hợp bắt buộc mà không thể nhịn mà phải ăn ấy thì thậm chí là được ăn nhưng mà đó là trong trường hợp bệnh xin lấy ví dụ như à, một vị mà bị bệnh à, mà dùng thuốc ấy mà cái thuốc đó nó sẽ phá cơ thể của vị đó nếu mà vị đó không ăn à, thì vị đó có thể ăn được phép ăn à, để chữa bệnh nhưng mà cái gì cũng vậy đừng có lạm dụng ừ. à, và mình tránh một cái chuyện đó là gì trên thì có chính sách dưới thì có đối sách nha là mình lách luật mình lách luật hở tí xíu là mình nghĩ là mình bệnh nó dẫn đến cái chuyện ấy, là có một số vị cứ nghĩ là bây à, giờ sức khỏe tôi yếu, tôi bệnh, cho nên là mà tôi bệnh thì tôi được ăn, cho nên là cứ như vậy mà nhiều nhiều vị thì mập uống nu uống nần nè sư không nói là cứ thể mập là ăn chiều, không sư không có nói là cứ thể vị nào mập là ăn chiều nha, nhưng mà ăn chiều là phải mập thôi, Đã. rồi người ta nhìn cho nó kỳ lắm, nhìn nhìn ông thầy tu mà nó cứ béo ú nó kỳ lắm. Uh, nói nó ngại chứ đôi khi sư nhìn một số vị ăn chiều ấy uh, mà <laughs> gấp gấp đôi sư thì nó kỳ chứ có khi nó phải gấp ba uh, mà nói cơ thể yếu cho nên là phải ăn đấy cho nên chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của việc cái giới không có ăn chiều uh, phải hiểu ý nghĩa của nó mà nếu có uống nước thì uh, uống các nước trái cây, cây được ví dụ như nước mía uh, những cái nước mà nó có đường ấy uh, hoặc là mật ong uh, được uh. nhưng mà như sư nói đừng có làm dụng uh. và mình phải hiểu ý nghĩa của việc mình giữ giới